Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Ave Maria. Kính thưa quý vị, sau đây là 5 lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc tham dự thánh lễ. Thiên Chúa không cần ta đến nhà thờ vì lợi ích cho bản thân người, đó là vì lợi ích cho chúng ta. Ta biết rằng tham dự thánh lễ thì tốt cho linh hồn, nhưng bạn có biết nó có thể có những lợi ích khác nữa? Có ít nhất là 5 lợi ích về sức khỏe mà bạn có thể cảm nhận được nếu bạn thường xuyên đến nhà thờ dự thánh lễ. 1. Ngủ ngon hơn. Bạn bị mất ngủ. Thay vì dùng thuốc an thần, bạn hãy xem xét đặt việc đến nhà thờ dự lễ vào lịch trình hàng ngày của mình. Một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Ngủ Quốc gia của Mỹ cho thấy có sự liên quan giữa giấc ngủ ngon và việc đến nhà thờ. Tác giả nghiên cứu cho biết, những người trưởng thành thực hành tôn giáo nhiều hơn có khuynh hướng có giấc ngủ khỏe hơn so với những người ít quan tâm tôn giáo. Nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng, thực hành tôn giáo có thể hạn chế các kích thích về thần kinh, hóa học và sinh lý do tâm lý nặng nề, sử dụng chất kích thích và áp lực cuộc sống. 2. Giảm nguy cơ trầm cảm và tự tử. Tin tức về các vụ tự tử do trầm cảm của nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, nhất là những người nổi tiếng, đang ở tỷ lệ cao. Thật hợp lý để ta tìm các cách chống lại nạn trầm cảm này. Một trong những cách thức được đánh giá hiệu quả nhất chính là đến nhà thờ, tham dự thánh lễ. Một nghiên cứu của tạp chí tâm thần học JAMA chỉ ra rằng, giữa những năm 1996 và 2010, phụ nữ tham dự các hoạt động tôn giáo một lần mỗi tuần đã giảm 5 lần khuynh hướng tự tử. 3. Quan hệ xã hội ổn định, hạnh phúc và mỹ mãn hơn. Theo Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ, những người cầu nguyện cùng nhau thì ở lại với nhau, nghĩa là những người, nhất là các cặp vợ chồng, thực hành đức tin thông qua việc tham dự thánh lễ cùng nhau thì có xu hướng cho thấy mối quan hệ với nhau chất lượng hơn đáng chú ý so với những người chỉ có cuộc sống riêng và không thực hành tôn giáo. Hơn nữa, đi nhà thờ chung còn có vẻ giúp đời sống tình dục hôn nhân mỹ mãn hơn. Dựa vào khảo sát đời sống xã hội và sức khỏe quốc gia của Viện Nghiên cứu Hôn nhân và Tôn giáo Hoa Kỳ, những người từ 18 đến 59 đang trong đời sống hôn nhân hàng tuần thực hành việc thờ phượng cùng nhau. Hầu hết đều cho biết họ có đời sống phòng the tuyệt vời hoặc rất tốt so với những người không có đời sống tôn giáo. 4. Sống thọ hơn. Dường như những người càng hướng về thiên đàng thì càng ở lại mặt đất lâu hơn. Theo một nghiên cứu năm 2016 của tạp chí Y Dược Nội Khoa, những người tham dự các buổi sinh hoạt tôn giáo hơn một lần mỗi tuần giảm 33% tỷ lệ tử vong so với những người chẳng bao giờ đến nhà thờ. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng có lẽ tôn giáo và tâm linh đã bị các nhà trị liệu đánh giá thấp hơn tiềm năng hữu hiệu của nó khi điều trị cho bệnh nhân của họ. 5. Giảm cao huyết áp. Một nghiên cứu năm 1998 của Thư viện Y Dược Quốc gia Mỹ cho thấy những người già tích cực hoạt động tôn giáo có xu hướng ít bị cao huyết áp hơn những người không hoạt động tôn giáo. Họ cũng cho biết, những người thường đến nhà thờ và đọc kinh thánh giảm 40% khả năng bị cao huyết áp so với những người chỉ đọc kinh thánh ở nhà. Còn ai chỉ xem TV về tôn giáo và nghe đài phát thanh tôn giáo thì lại có huyết áp cao hơn. Vậy, đến nhà thờ có nhiều lợi ích hơn là chỉ hữu ích phần hồn. Sau tất cả, Thiên Chúa không cần chúng ta tham dự thánh lễ vì nó giúp ích gì cho người. Thực tế, chúng ta không nên chỉ đến nhà thờ với mong muốn lấy được cái gì từ đó. Thay vào đó, khi đặt việc tham dự thánh lễ lên hàng ưu tiên, chúng ta không chỉ cải thiện quan hệ chúng ta với Thiên Chúa, mà còn giúp ta hòa hợp hơn với cộng đồng và củng cố quan hệ với người khác. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nhé!